몇 도? 32도. 32도. 아, 근데 체감온도 42도. Hiện tại thời tiết ở đây 32 độ mà nó nóng quá trời nóng luôn, chịu hết nổi. Thật sự là mấy ngày hôm nay về quê á cả nhà, nóng mà mình không có ăn uống, không có quay video gì được hết luôn á, kiểu như là nó không có còn cái sức sống nữa, nóng quá kiểu như là làm biếng luôn á, không có muốn làm gì luôn á, ngồi ở đâu nó cũng hừng hực luôn. Thời tiết sao báo là 32 độ nhưng mà cái thời tiết thật nó làm như là 40 độ á, nóng quá trời nóng luôn. Lần đầu tiên mà thấy nóng như vậy luôn đúng không Vinh? Rồi hồi nãy giờ khui sầu riêng ra mà bây giờ mới ăn được nè. Sầu riêng này hôm bữa mình đi Cần Thơ về ghé ghé dọc đường mua đó cả nhà, mà thấy rất là ngon luôn nha. Bi ăn thử đi, Bi Bi ăn sầu riêng thử đi, ăn thử cái ngon không? Mua con bà ăn thử coi, Vinh ăn thử coi Vinh. Hôm bữa mình mua 7 trái cho Vinh ha, khui 3 trái hay là 8 trái. Mua 20 kg đó, mà bữa hổm chắc khui 3 trái rồi 4 trái rồi, xong mà ăn hôm bữa rồi, xong rồi còn 4 trái mình để hôm nay mình mới khui tiếp nè. Chứ mà khui hết là ăn sợ không hết. Hôm bữa đi sầu ghìa đi Vị Thanh về đó, ý đi Cần Thơ. Ngon không? Mua 20 kg. Mà cái này 4 trái này chắc khoảng 10 kg. Ngon không Vinh? Bảy ơi, Bảy ơi, ra sầu riêng nè. Ngân ơi, Ngân, đi qua ăn sầu riêng nè con. Ngân nó ăn được mấy muối ta? Giá nào Ngân một trái nhỏ nó ăn hết một trái luôn đó. Cái này là tươi, không phải là sầu riêng đông. Cái này là tươi luôn mà mình mua cái chỗ mà người ta bán ở dọc đường, người ta khui ra cho mình luôn. Nếu mà bị sượng là mình đổi, có thể đổi lại. 1 kg 80 ngàn. Cái này là sầu riêng 6 g nè. Chuyến này làm nhiêu á? Thành công rồi đó Vinh. Chứ mấy lần trước mua toàn là sượng sượng không à. Sao tưởng quay gì thấy ngập quá à. Đúng không? Thấy mà. Bậy không à trời. Mình nói mình tự quay gì thấy mập mà nó đâu phải. Nó ngon nè cả nhà. Có lắm luôn. Nói xong riêng nè. Chị Nam bà ngủ à, kêu Ngân nó qua nó không qua. Ăn thử đi. Nóng như chết rồi. Ồ, cái này về nóng quá. Mọi lần về ngay Tết á, nó mát. Mà sao lần này là cái mùa nóng. Ở Hàn Quốc cũng vậy luôn, ở Hàn Quốc cái mùa này nó đang nóng dữ lắm, nóng luôn. Mệt à. Mua thế đi sao, mua thế riêng thái không ngon? Riêng thái thì ngon hơn rồi. Riêng thái 85 ngàn ký hả? Bỏ mua 20 kg luôn trời. Giá gái này bán muốn hết nữa. Muốn hết sầu riêng. Xin mua bệnh mà mập, béo. Không chọn hả? Chị ăn ngày 3 bữa chứ nhiêu Vinh? Sáng, trưa, tối. Rồi tao nói đi nuôi bệnh mà gửi video về toàn là trái cây hay banh bịch bịch bịch, tao nói kiểu là chết tao rồi đây. Ăn quá trời ăn. Ăn có gì đâu, hàng ngày nó ăn có hai cái dầu với hai hộp cái cây thập cẩm. Con ăn gì nữa? Cái gì xôi, xôi cái gì bánh bánh da lợn, bánh da lợn, bánh tiêu, xôi, tao nói cái gì nó để đầy bàn hết. Dùm nho mẫu đơn có 80 ngàn. Ấy quá ha. Cái đó là bà thích ăn rồi sẵn ăn luôn. Ngọt quá hả? Ngọt quá đúng không? Mình về Việt Nam mấy lần rồi? Ăn sầu riêng cũng mấy lần luôn rồi. Mà lần này là ngon nhất. Về Việt Nam mua sầu riêng bao nhiêu lần rồi đó? Mà lần này là lần ngon nhất nè. Mấy lần trước mua tầm sượng không? Thôi, thấy không?